Mời các bạn thưởng thức bài thơ Mộng Ngày Xanh, tức Buộc Helen của Rongsa. Theo nhà thơ, bảo vật thực sự của con người là tuổi thanh xuân. Đoạn đời còn lại của chúng ta chỉ là những mùa đông. Nhà thơ như bị choáng ngợp bởi sự trốn chạy của thời gian. Nỗi ám ảnh sâu xa của con người thế kỷ. Nhưng ông vẫn muốn chiến thắng cái chết. Nhờ vào sự bất diệt của sự nghiệp thi ca của mình. Do đó, chủ đề chính của ông là hoài bão bất tử. Chủ đề mà người ta tìm lại được trong những tập thơ cuối cùng, được xuất bản trước khi ông chết. Trong đó có bài Buộc Helen. Rongsa, 54 tuổi khi gặp Helen, duyên dáng và xinh đẹp, người hầu của hoàng hậu. Helen vừa mất người hôn thê trong chiến tranh. Vì thế, hoàng hậu muốn mời ông hoàng của các nhà thơ vinh danh phẩm giá và sắc hương của nàng hầu danh dự của mình. Chủ đề chính của ông là sự trốn chạy của thời gian. Xuyên suốt bài thơ, Rongsa minh họa người đàn bà này với những nét tích cực. Ông gợi lên sắc đẹp của đối tượng trong thời xuân xanh. Vào thời điểm đó, nàng hãy còn đẹp trong mắt của Rongsa. Nhưng khi thời gian qua đi, nhan sắc sẽ phai tàn. Và lúc đó, em, cụ già co ro bên bếp sưởi, tiếc tình ta và tiếc thủa kiêu sa. Mời quý vị hãy lắng nghe giọng ngâm của nghệ sĩ Thùy Dương. Già một chiều bên ngọn nền, bên bếp lò ngồi tháo chỉ xe dây. Em sẽ bảo khi đọc thơ ta viết thuở vàng son Rongsa đắm say ta. Đến lúc đó nô tỳ em cũng chẳng buồn nghe em vì mệt ngủ lâu rồi. Không buồn thức khi trái tim ta đập đọc tên em với suy tùng ngàn đời. Cốt rục làm ma trong lòng đất, thân ta chôn dưới những bóng hải đào. Và lúc đó em cụ già co ro bên bếp sưởi, tiếc tình ta và tiếc thủa kia. Rồng tin ta hải hôm nay đứng đợi những nụ hồng tươi thắm của ngày xưa.